Chào mừng các bạn quay trở lại với giải ao làng cuối tuần của chúng ta. Giải thưởng vẫn như mọi khi là 10 đô và vẫn là thể thức solo với map Erango. Hôm nay không hiểu sao chỉ có 93 player có thể join vào trận đấu này của chúng ta mà thôi. Trận đấu diễn ra vào tối thứ bảy và cũng là trận đấu ao làng cuối cùng của tuần này rồi. Chúng ta có một đường bay từ khu vực bên trên bản đồ Kameski xuống dưới khu vực Mitari Bay. Một đường bay phải nói là khá hẹp cho các player chúng ta. Chúng ta cùng chờ đợi xem cái vòng bo nó sẽ như thế nào. Vòng bo như thế nào? Thôi chết rồi, mất setting của vòng bo rồi. Có lẽ là việc chuyển đổi từ góc nhìn thứ ba về góc nhìn thứ nhất. Đây là cái custom của chúng ta, nó không lưu lại cái thông số thôi, không sao cả các bạn ạ. Ngoài sâu gì hướng mình ra khu Mita Power. Ở khu Lipoca thì có sự xuất hiện của Phúc Smile, Escanotu cùng với vị trí của Peter K. Ba người tranh chấp khu vực Lipoca. Lâu lắm rồi thì chúng ta mới quay trở lại với một trận đấu ao làng mà chưa biết trước được cái vòng bo sau 10 giây lên máy bay như thế này. Mắc là người đang ở trong nhà vệ sinh và bây giờ Neko đã có binh khẩu lục rồi. Mắc đẩy ra ngoài và đã cầm sẵn cho mình một khẩu AK. Rất nhanh Neko đã nằm xuống rồi. Tưởng là có mình một khẩu lục từ rất sớm, sẽ có mình mạng đầu tiên. Tuy nhiên Neko lại là người nằm xuống vị trí của Mắc với khẩu AK cùng với 30 viên đạn của mình. Peter K cũng nằm xuống với vị trí của SK rồi. Như vậy là khu Lipoca chúng ta chỉ còn lại vị trí của Phúc Smile mà thôi. Nguyễn Ba Thanh Đạt cũng vừa có mình mạng của Dark Red với khẩu Bison. Uầy, cái bo khá đẹp ở khu vực bên dưới các bản đồ. Một trong những cái vòng bo mà chúng ta vẫn chưa thể xác định được là sẽ nhảy qua khu vực Mitari Bay hay là khu vực đảo bên trên. Đẹp xù, lâu lắm rồi tôi mới thấy quay lại với giải đấu ao làng của chúng ta. Và vị trí quen thuộc vẫn là trường học. Hôm nay thì không thấy sự xuất hiện của Huy BMT1997 ở đâu cả. Một trong những người cũng rất hay nhảy khu vực trường học, tranh chấp với vị trí của Redmi Faisa Depsu. Cách đó không xa là người đồng đội đang thi đấu chuyên nghiệp cùng với Depsu, đó là Tap. Cũng trong màu áo của Redmi Faisa. Phạm Minh Hiếu có mình mạng người Bá Thanh Đạt rồi. Và Sơn M416 có mình mạng của Mitzi đó. Mặt Lồn cũng đang có với mình một ngôi nhà chung cư khá cao và đẹp. Cách đó là vị trí của Dudu và vị trí của Min Min. Tên có vẻ double, nghe khá là ngứa. Trái Gaming và trước mặt đang ở vị trí của Zone, tranh chấp khu vực đi học muộn. Còn đây Gusigang cùng với bên trên là vị trí của Megalodon. Khi mà tôi chưa kịp xem tên thì Megalodon có mình mạng của Gusigang rồi. Phúc Smile có mình mạng của SK Notu. Như vậy là khu vực Lipoca của chúng ta hoàn toàn clear và Phúc Smile là người chiến thắng ở khu vực đó rồi. Ngoài sâu gì gieo mình sang khu vực Mita Power nhỏ. Quanh đây thì không có sự tranh chấp nào cả. Cách đó khá xa là vị trí của Vũ Hải, cũng đang cố gắng lút đồ. Leo cùng với vị trí của Ngọc Thắng Segway. Ngọc Thắng Segway của chúng ta thì cũng có quá nhiều kinh nghiệm trong giải đấu ao làng rồi. Hầu như không có một cái giải ao làng nào thấy Ngọc Thắng C07 bỏ lỡ cả. Có cho mình khẩu DP28. Và bây giờ thì Leo đích đẩy lên trên. Tuy nhiên ăn một viên đạn 7 rồi. Chỉ mất đi 30 máu thôi. Bên Ngọc Thắng C07 quyết định đẩy xuống dưới. Phát hiện ra vị trí của Leo. Leo ngó vào trong và bây giờ nằm xuống dưới vị trí của Ngọc Thắng C07. Mạng đầu tiên trong trận đấu này của Ngọc Thắng rồi. Còn chờ rất tốt khẩu DP28 của mình. Bên trên này là Phạm Minh Hiếu, một trong những player có kỹ năng đá chim cũng có thể nói là tốt. Leo Pì thì đang mải mê lút đồ. Mình hiểu kê rất khéo khu bên ngoài, rất nhanh. Hai viên đạn M416 vào đầu của Leo. Mỗi viên 60 máu, các bạn có thể nhìn thấy ngay trên màn hình. Bây giờ hiện luôn cả đam cho chúng ta những cái thông số và nó rất là thú vị. Ủa, nhưng mà một viên M416 vào đầu mà được có 60 máu thì có vẻ là hơi yếu một tí. Lucas cùng với vị trí của Jin. Và bên trên là địt mẹ cuộc sống. Một khẩu Berry. Có những viên đạn của Jin vừa được bắn với sang vị trí bên dưới của Lucas. Không biết là Lucas có phát hiện ra sự có mặt của địt mẹ cuộc sống ngay bên trên hay không đây. Trèo vào trong nhà như một thằng trộm chó. Trách rất kỹ khu vực tầng 1.
Bên trên này thì Demarai. Một quả lửa ném ra khu cầu thang và Lucas không thể đẩy lên trên trong tình huống này. Quyết định là thu mình xuống khu bên dưới. Trong đó thì Jin đã thay đổi vị trí của mình rồi. Khá thông minh. AK cùng với Holo. Và 165 viên đạn. Bí Ngô có minh mạng của Bebe Đại Đế. Và bây giờ còn 81 player ở phút thứ 5 của chúng ta. 12 người đã nằm xuống rồi. Chưa có dấu hiệu đẩy lên từ phía của Jin. Lucas cùng với Lai cũng chưa có dấu hiệu công lên tầng của nhau. Lucas có vẻ như là không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Một khẩu AK cùng với đầu ruồi. Jin thì đang rình rập ở khu bên ngoài. Và đây là góc nhìn thứ nhất các bạn ạ. Một quả flash được ném lên không được chính xác cho lắm. Bây giờ thì Lucas quyết định đẩy lên trên tầng. Có hơi nóng vội hay không đây? Vẫn chưa xác định được là Lai ở phòng nào. Một khẩu Berry cùng với một khẩu AK. Sọp có minh mạng của toàn Captain rồi. Sự nôn nóng có lẽ là điều không cần thiết khi mà trận đấu của chúng ta mới ở phút thứ 6 mà thôi. Jin cũng biết điều này. Chưa dám đẩy vào trong. Chúng ta cùng qua một số khu vực khác. À, Lucas nhảy xuống dưới rồi. À không, thưa quý vị và các bạn, chỉ là đi vào nhà vệ sinh mà thôi. Có lẽ là nếu như mà xem ba player này vờn nhau và khi nào mới mở ra combat thì có lẽ là con tôi đi học cấp 2 mất. Thôi chúng ta cũng quay ra một số diễn biến khác ở bên trên này. Không hiểu là Depsu đã đi đâu đây rồi. Depsu đã có những bước di chuyển đầu tiên. Tôi chưa nhìn thấy DJ Chip ở đâu cả. Một cái iRob rơi ở gần như là giữa khu vực vào bản đồ. YSOG chủ động tiếp cận khu vực Military Base sớm. Như vậy là theo phỏng đoán của YSOG là bo sẽ lệch sang khu vực bên dưới bản đồ. Khu vực này xuất hiện thêm sự có mặt của Sop. Wonder Sop này không phải là Sop LOL các bạn nhá. Depsu cũng đi qua khu vực này. Nhưng không có viên đạn được bắn ra cả. Đằng sau đang là Divine Khang. Có lẽ là Sop sẽ quyết định công nhà của Jin trong tình huống này. Jin tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa. Quả gì đó được ném lên, rất có thể đó là một quả lửa. Không, đó là một quả flash. Và bây giờ thì Jin quyết định là nhảy cửa sổ. Vừa nhảy vừa bắn và cũng cấu được cho mình 2/3 máu của Sop. Tuy nhiên Jin lại là người nằm xuống trước trong tình huống vừa rồi. Khang nghe thấy tiếng súng rồi. Tuy nhiên không thể làm được gì được trong tình huống này. DJ Chip đây rồi. Một trong những player có tuổi đời cao nhất trong giải đấu Alang của chúng ta tính đến thời điểm hiện tại. Phút thứ 8 cùng với 75 player, Depsu có minh mạng của Quang Lai Kiu. Và bây giờ lao lên vị trí của Divine Khang. Né rất nhanh từ vị trí của DJ Chip. Có lẽ là sao sẽ không có tình huống nào dừng lại để giao tranh đâu. Tôi quá hiểu DJ Chip trong những tình huống như thế này rồi. Hiểu được là đôi bàn tay của mình không còn được nhanh nhẹn như bọn trẻ nữa. Và Chip sống đến bằng này tuổi rồi cũng quá hiểu về giá trị của cuộc sống. Nên là quyết định bỏ chạy thật xa lên trên đồi. Và đây trước mặt đang là sự xuất hiện của Mega Lồn Đỏ. À không, dừng lại rồi. Rất cẩn thận. Một cái gốc cây đủ to để Chip có thể hồi được cho mình lượng máu cần thiết. Golden Fast đang trốn chạy sự truy đuổi của Ba Lô. Có cái nêm tắc SGD đằng trước, không biết có phải một thành viên của SGD mới hay không, hay là chỉ để nêm tắc cho vui mà thôi. Bí Ngô bây giờ tham gia vào cuộc vui của Lai cùng với Lucas. Hai cặp đôi nhảy xuống khu vực nhà QTV từ sớm. Tuy nhiên vẫn chưa thể kết thúc được mạng của nhau. Sau quãng thời gian trốn chạy thì Chip quyết định là dừng lại khu vực nhà vòm xanh. Lại một cái bo tiếp theo, nhưng chúng ta vẫn chưa thể xác định được là cái vòng bo này có chắc chắn sang của Military Bay hay không. Có lẽ là vẫn phải chờ thêm một lần bo nữa để chúng ta chắc chắn hơn việc các player chúng ta có di chuyển sang khu bên kia đảo hay không. Quá tốt từ vị trí của Tab. Quen trong tình huống vừa rồi có lẽ là khá là nôn nóng.
và cũng không biết được là tao đang sở hữu cho mình một khẩu K98 cùng với một ống ngắm 8x ở đằng sau. Ba lô vừa có mình mạng của ai đó rồi. Tôi cũng chưa thấy sự xuất hiện của tài con ở đâu cả. John Wick đang bị xả đạn với vị trí của thắng Kim. Có vẻ như cũng không có gì nguy hiểm cả. Trang Kim cùng với vị trí của Sukin 98K. Mặt lồn đang xả những viên đạn mini 14 của mình vào vị trí của Táp thì phải. Khá xa, đây rồi. Đây là tài con. Rất gần là vị trí của Out Game D3. Mini 14. Ông ngắm 8x. Ba lô 2, giáp 1 cùng với mũ 2. Và đằng sau đang là một khẩu AK cùng với ông ngắm 2x. Tài con cần cho mình một chiếc xe nữa để có thể di chuyển. Bây giờ thì phát hiện ra vị trí của Out Game D3 rồi. Rất từ từ, không như Rambo của Refund Gaming. Tài con sở hữu cho mình một lối bắn phải nói là vô cùng chắc chắn và bình tĩnh. Trong những tình huống như này thì Rambo, một thành viên đến từ Refund Gaming, sẽ đẩy lên ngay để chết ngu. Tuy nhiên tài con thì bắn phải nói là rất từ từ và chắc chắn. Out Game D3 di chuyển ra khu đằng sau nhà kho. Có lẽ cũng biết trước mặt mình là vị trí của tài con, một trong những player đã rất dày dặn kinh nghiệm qua nhiều giải đấu rồi. Noel Nidmi cùng với vị trí của SQ Long. Còn 13 viên đạn K98 nữa thôi với cái ống ngắm 4x của mình. Không biết là Noel có thể có mình mạng của SQ Rồng hay không. Đi vai Khang có mình mạng của Tap. Như vậy là một thành viên của Redmi Firestar đã dừng lại ở vị trí số 65. Chỉ còn lại một mình Depsu mà thôi. Rất đáng tiếc. Long cúc cù hai bên gốc cây rất khó chịu. Hình như là Long cũng đang sở hữu cho mình một khẩu súng cũng hơi ngắm ngắm một tí thì phải. Không, đó là một khẩu súng AR các bạn ạ. Lại 5 viên đạn nữa trôi qua và Noel Edmi vẫn chưa thể kết thúc được cho mình mạng của Long. Do không chịu được sức nóng của giải đấu ao làng nên Lê Thuận vừa chết ngoài outside play zone rồi. Vẫn bắn rất tốt vào gốc cây đến từ vị trí của Noel Edmi. Nếu có cho mình thêm một lượng đạn cần thiết, khoảng 100 viên đạn 7 nữa, thì rất có thể Noel sẽ bắn chóc hết vỏ cây vị trí mà Long đang đứng. Long dây đi qua nhưng không ai thèm quan tâm vị trí của Long dây cả. Noel còn lại cho mình 3 viên đạn K98 cuối cùng mà thôi. Vẫn chưa chính xác. Noel đang làm rất tốt nhiệm vụ găm đạn vào vỏ cây của mình. Một viên đạn cuối cùng nữa. Không được rồi. Như vậy là hết đạn đến từ vị trí của Noel Itmi rồi. Như vậy là cái vòng bo chúng ta sẽ lệch ra khu vực bên dưới của bản đồ. Sẽ có những người nhân cơ hội này để cam cầu. Đó là vị trí của Depsu. Cách đó không xa là vị trí của tài con. Như vậy là chúng ta sẽ xem một player thuộc team FireX. Đó là H2 cũ và một thành viên của Redmi Firestar. Đầu cầu bên kia Depsu vẫn đang cẩn thận nằm ở đằng sau chiếc xe để hồi máu. Còn ở đầu cầu bên này thì tài con cũng đang bắt đầu xả những viên đạn vào vị trí của Hất Lạc ở bên dưới. Có lẽ là cũng phát hiện ra vị trí của Depsu rồi. Việc bắn Hất Lạc có lẽ là không cần thiết nữa. Vấn đề là bây giờ di chuyển làm sao để qua được khu bên kia cầu. Đấy là diễn biến ở khu vực cầu bên trái. Còn ở cầu bên phải, D-Chip cũng đang sở hữu cho mình một khẩu K98 cùng với một ngắm 4x cùng với một chiếc xe máy 2 chỗ có thể chạy chết bất cứ lúc nào. Cam cầu là một chuyện, nhưng mà có giết được ai nữa không lại là một vấn đề khác. Ngọc Thắng C07 cũng đã có mặt ở khu vực bên này rồi. Và trước mặt đang là vị trí của Fury Hitler. Rất cẩn thận, cả hai player chúng ta đều không phát ra tiếng động. Có một quả flash được ném lên trời từ vị trí của Ngọc Thắng C07 rồi. Không có nhiều tác dụng. Hitler cũng đéo cần che mặt luôn. Bây giờ là một quả lửa. Ném chưa được chính xác cho lắm. Thay đổi vị trí thông minh từ Ngọc Thắng C07. Fury vẫn chưa có dấu hiệu đẩy lên trên. Và bây giờ quyết định là đẩy ra khu vực bên trái rồi. Có một quả smoke được ném ra. Và Fury quyết định là sẽ quay lại khu vực nhà chứ không giao tranh nữa. Tiếng xe máy của DJ đi qua.
Chip chỉ canh cầu được khi có từ 7 đến 8 người ngó đủ các hướng cho. Giải áo làng chúng ta là giải đấu solo. Và một mình thân già này thì không thể canh được cầu rồi. Bố mày là Huy đang bắn những viên đạn rất tơi đất luôn. Cuối cùng thì cũng có mạng của Pakutin. Lòng giày sấy vào vị trí của Sunki. Không được rồi. Sọc có mình mạng thứ 5, cũng là người đầu tiên trong trận đấu này có mình 5 kill. Rất nhiều người đang ở ngoài khu bò. Và sẽ có một số player chúng ta phải bơi. Chắc chắn là như vậy. Tài con đang bị kẹp giữa vị trí của Depsu và vị trí của Tuấn Em. Hai người cùng mang cho mình cái nền tắc Redmi 5 Star. Tài con khó trong tình huống này rồi. Tài con nằm xuống vị trí của Tuấn Em sau một pha nằm bất cẩn của mình. Bố mẹ là Huy thì chết bởi Asai Play Zone. Còn ốc vô địch thì vừa ngã xe chết. Uầy. Một chuỗi các player máu mặt của chúng ta nằm xuống. Chip lại lựa chọn cho mình một ngôi nhà vệ sinh. Không, chính xác hơn không phải một ngôi nhà vệ sinh. Đây là một ngôi nhà tổ chim các bạn ạ. Một vị trí phải nói là khá đẹp. Nếu như các bạn nhớ trong giải đấu ao làng đầu tuần của chúng ta, Chip có mình một cái top 2 vô cùng đáng tiếc. Một trong những player già và rất nhiều nghị lực. Cũng phải kể đến sự may mắn trong giải đấu ao làng đầu tuần, khiến cho Chip có mình một thứ hạng mà nó trong mơ. Tuy nhiên việc mà giữ được cái thứ hạng đấy trong trận đấu ao làng cuối tuần này của chúng ta hay không thì thời gian sẽ trả lời cho các bạn. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là Chip đang có mình một vị trí mà nhiều player đang khao khát. Đến thời điểm hiện tại thì còn những 40 player và mới chỉ là phút thứ 17 của trận đấu chúng ta mà thôi. Trọng mút chim. Và trước mặt đang là vị trí của Sirius. Cũng không thấy ai có dấu hiệu công lên trong tình huống này cả. Tôi cũng đang chờ đợi xem vị trí của Depsu. Bây giờ thì ngó lên trên và Tuấn Em đang là người trước mặt. Nhiều quả sâm ốc được ném ra. Khang có mình mạng của Hoàng Anh đặt trai rồi. Nếu tôi nhìn không nhầm, ô Khang có mình 3 kill rồi. Hất Lạc phát hiện ra vị trí của Depsu. Depsu thì phát hiện ra vị trí của Tuấn Em. Tuấn Em thì đéo phát hiện ra vị trí của ai cả. Làm sao để qua được cầu? Bò thì bắt đầu chạy rồi. Chúng ta cùng xem một chút diễn biến bên ngoài nào. White Soul Easy cũng đã tiếp cận được khu vực rìa bò. Ở bên này thì Batu GM cùng vị trí của Trang Kin. Trang Kin chuẩn bị rơi vào tầm ngắm của Mark nếu như mà tôi nhìn không nhầm. Mr. T đang cố gắng quét những thanh niên ngoài bò và Mega Lồn Đỏ là người rơi vào tầm ngắm. Sấy rất tơi đất đến từ vị trí của Mr. T và biết là mình sấy fail cái là quay răng sau luôn. Bây giờ là Mr. T cần có thời gian để hồi máu. Mega Lồn Đỏ cũng quyết định đẩy lên trên, không nằm xuống dưới rồi. Bên phải đang là vị trí của Batu. Mắc cùng với Trang Kin cũng đang dồn bò và Thế Anh thì đang xả đạn vào vị trí của Vietcong Loton. Phạm Minh Hiếu có mình mạng ở Suki 98k rồi. Đi Chip lại tiếp tục có mình bước di chuyển thì phải. Uầy. Hơi mạo hiểm một tí và tí nữa thôi Chip đã phải nằm xuống. Khá có hiểu cái vị trí này của Chip cũng có thể gọi là đẹp rồi. Không hiểu sao lại quyết định là lên xe bỏ chạy và rơi vào tầm ngắm của Kiếm Thành Chủ. Quả smoke được ném ra không hợp lý cho lắm và bây giờ quyết định đi vào trong nhà vệ sinh. Khá an toàn rồi. Mega Lồn Đỏ đẩy lên trên. Mr. T nằm xuống sau một pha sấy đạn AK. Mega Lồn Đỏ có mình hạng thứ hai trong trận đấu này. Batu ở cách đó không xa. Thấy vị trí của Mark đang dồn bò rồi. Bắn chưa tốt cho lắm. Phát hiện ra luôn cả vị trí của Mega Lồn Đỏ. Sấy rất gọn gàng với khẩu AK cùng với Z-Dot của mình. Mark cũng đang rơi vào tầm ngắm. Còn bên trái đang là vị trí của Trang Kin. Có mình một cái nhìn bao quát cùng với một vị trí mà nó là khá đẹp từ Batu GM. Uầy, tuyệt vời vãi lồn. Depsu có mình mạng của Tuấn Em rồi. Cam cầu thành công đến từ vị trí của Depsu. Có lẽ là Trang Kin ở cách đó không xa cũng có nghe cho mình tiếng súng. Tuy nhiên cũng không dám đẩy lên. Đi vai Khang nằm xuống ở ngoài khu vực bò. Phúc Biến Thái có mình mạng của Phạm Minh Hiếu. Và bây giờ thì Pujifei chiếm cho mình được khu vực tầng 1 của chiếc trụ hình dương vật. Bên trên là vị trí của Fury Hitler. Uầy, bó lệch sang khu của bên phải bản đồ.
Chip vẫn ở trong vụ bò. Thành Magic thì bất lực rồi. Như vậy là nếu như mà tính bỏ Phúc Biên Thái đi nữa, chắc chắn là không bơi vào được trong bò. Chúng ta còn 23 player. Lòng dày cũng có mình nỗ lực để di chuyển được trong khu bò. Như vậy là Kiếm Thanh Chủ đã có mình mạng của DJ Chip rồi. Chúng ta không kịp theo dõi tình huống vừa rồi. Chip vừa có cho mình 2 ngày nghỉ để về quê thăm bố mẹ. Và có lẽ 2 ngày nghỉ vừa rồi, khi quay lại bắn PUBG, Chip vẫn chưa thể bắt nhịp được với giới trẻ. Nằm xuống rất đáng tiếc khi có mình một cái nhà vệ sinh phải nói là khá đẹp. Hitler hình như là quyết định công xuống dưới vị trí của Pussyface. Rất cẩn thận, rất rén luôn. Một quả cặc gì đó được ném ra từ vị trí của Pussyface, đó là một quả smoke. Quả smoke không hiểu tác dụng là gì, bây giờ Pussyface ngó ra ngoài. Hitler vẫn đang ngồi ở cửa sổ. Không, Pussyface lại quay lại đằng sau rồi. Lại quyết định mở ra để ngó. Tuy nhiên Hitler thì nhảy vào khu bên trong rồi. Sẽ không thể ngồi ở đây được lâu. Tôi nghĩ là một cái vòng bò tiếp theo thôi. Các player này của chúng ta sẽ phải di chuyển. YSOG sẽ cần phải di chuyển bò trong tình huống tiếp theo. Và trước mặt của YSOG có vẻ như là khá trống. À không, nhiều cây vậy luôn. Có vẻ như trận đấu ao làng cuối tuần này của chúng ta diễn ra khá chậm. Các player chúng ta bắn nhau rất hiền luôn. Chúng ta cùng chờ đợi xem một cái vòng bò nữa. Có lẽ là sẽ hấp dẫn hơn. Có mình chiếc xe và bề ngoài sâu gì quyết định di chuyển vào trong khu bò rồi. Vì Coloton đang cố gắng bắt vị trí của Thế Anh. Trang Kinh thì bắn những viên đạn đầu tiên vào vị trí của mình. Chưa được chính xác cho lắm. YSOG chiếm mình được khu vực đồi và nó là khá cao và đẹp. Bên trái là vị trí của Depsu và Hitler thì đang xả đạn vào vị trí của ai đó. Ba tù đẩy vào trong bò và rất gần đó là vị trí của Chankin. Hình như là có vẻ phát hiện ra vị trí của ba tù rồi. Kin có mình một cái góc nhìn phải nói là khá tù. Long dây nằm xuống với vị trí của Lòi Le và khu vực này chỉ còn lại vị trí của Thắng C7 cùng với Lòi Le mà thôi. Vì con Lonton đang rơi vào tầm ngắm của YSOG với khẩu FKS cùng với ông 58X của mình. Một cái IROP rơi rất gần vị trí của Depsu. Ở bên này thì Hitler cùng với vị trí Pussyface vẫn chưa có hồi kết. Hai người vẫn chia nhau chiếc trụ hai tầng. À không, Pussyface quyết định là di chuyển sang khu vực nhà một tầng bên cạnh rồi. Bây giờ hai bên quyết định là giao tranh với nhau, trao đổi chiêu thức này. Ba Tu bắn như hách à? Ok, chúng ta cùng xem góc máy của Ba Tu nào. Hitler ngó đầu ra. Ui, bắn vãi lồn nhờ. Căng thế. Quả táp hơi nhanh, bây giờ phát hiện ra luôn cả vị trí Pussyface hay không. 4 kill rồi. À không, mạng vừa rồi thuộc cái Pussyface chứ. Đéo được rồi, này thì hack này. Địp mẹ một công. Cứ ai bắn địp mẹ mới được một pha gọi là highlight. Tâm nó không giật một tí nào là các ông bắt đầu kêu là nó hack. Rẻ A làng đéo nào cũng có quái nhân hack. Lấy đâu ra mà lắm thế. Tôi vẫn đánh giá vị trí của YSOG là đẹp. Trước mặt rất nhiều cây, thuận tiện cho việc di chuyển vào trong khu bo. Thế anh đẩy lên và bây giờ hình như là phát hiện ra vị trí của Vicolanton rồi. Đúng rồi, Vicolanton đang di chuyển sang khu bên trái màn hình. Bây giờ thì dừng lại để đá sức chim. Và bây giờ Vicolanton phải trả giá rồi. Depsu có mình mạng thứ 5 trận đấu này với vị trí của Trọng Bút Chim. Mạng đầu tiên của Thế Anh trong trận đấu. Bộ Quốc phòng là người vừa đớp được cho mình cái thính, không phải là như vậy. Như vậy rất có thể là vị trí của Depsu, đúng là như vậy rồi. Full đồ cấp 3 đằng sau là một khẩu K98. Như vậy là trong cái IROP này vẫn còn một khẩu súng nữa. Đó là khẩu gì chúng ta sẽ biết ngay sau ít phút nữa. Một khẩu AUG cùng với giảm thanh. YSOG đang ở ngay trên đầu Zeno. Bên trái đang là vị trí của Bộ Quốc phòng. Rất từ từ và thận trọng.
cũng có cho mình một cái iRope từ rất sớm. Và cũng chỉ có mình mạng duy nhất của DZ Chip tính đến thời điểm hiện tại mà thôi. Nhưng mà kiếm thành chủ vẫn đang tỏ rất lợi hại với khẩu MK14 của V56X của mình. Phúc liên tục ném ra những quả smoke. Để lại chạy ra rồi. Táp chưa chuẩn cho lắm, quay sâu gì có mình mạng của Zeno rồi. Trong khi đó thì Depsu vẫn đang cố gắng dình dập vị trí của H2. Cái nhà vệ sinh mà Phúc biến thái đang nấp là nơi mà DZ Chip đã nằm xuống đấy, nhưng mà tôi nhớ không nhầm, đúng rồi. Cái xe máy 2 chỗ của DZ Chip vẫn còn đang nằm ở bên cạnh cái nhà vệ sinh. Ngọc Thắng C07 lòi lè cùng với Hất Lạc đang là ba thanh niên. Có mình vị trí của nó là khá tuyệt vời. 14 player ở phút thứ 26. Ta cùng xem cái vòng bò tiếp theo nào. Kiếm thanh chủ nằm xuống vị trí của lòi lè rồi. Một viên đạn M24 tốt vào vị trí thái dương của kiếm thanh chủ. Cái bò này sẽ quyết định xem các player cuối cùng của chúng ta sẽ di chuyển như thế nào. Đây rồi, một cái bò lệch sang khu bên dưới của Ando và White Soul Easy đang là một trong những người có rất nhiều lợi thế với việc chọn vị trí của mình. Táp tốt từ vị trí White Soul Easy, bây giờ quyết định đẩy lên luôn với góc nhìn thứ nhất này. Có lẽ là việc sở hữu cho mình kinh nghiệm qua nhiều giải đấu rồi. White Soul Easy không hề nào núng đẩy lên trên. Táp quá tốt và bây giờ có mình mạng thứ hai trong trận đấu này. Depsu thì đang chạm trán với vị trí của H2503. Có mình 5 kill rồi. Kê rất khéo, các bạn có thể thấy. Chỉ kê một nửa gốc cây mà thôi. H2 có ngó ra gốc cây bên kia, không thể phát hiện được vị trí của Depsu. Mạng thứ 6 trận đấu này, Depsu đang khẳng định cho chúng ta thấy việc quay lại giải đấu ao làng và thể hiện là một điều đúng đắn. Ngày xưa còn thi đấu cho Noob Boy, tôi vẫn đánh giá rất cao khả năng combat của Depsu. Tuy nhiên có một vấn đề trong Noob Boy, đấy là các thành viên không thể hòa hợp được với nhau, không thể thi đấu với nhau một cách đồng đội nhất có thể. Và khiến cho Noob Boy cũng chưa có mình một cái thành tích nào quá nổi bật. Tuy nhiên bây giờ dưới màu áo của Redmi Fire, Depsu đang làm phải nói là quá tốt rồi. Khi mà hầu hết các player của Noob Boy cũ đều đã giải nghệ. Địt mẹ mày, vừa nói xong Depsu nằm xuống rồi. Đen vãi lồn. Phúc Biên Thái là người vừa có cho mình mạng của Depsu, nâng tổng số kill lên 4 rồi. Quái sầu gì vẫn đang cố gắng quét vị trí của Kỷ Thiên. Bên này thì Thế Anh đang bắt vị trí của Pusifay ngay ở trước mặt mà thôi. Vừa nhảy lên xong, có biết là có nhìn thấy hay không. Thấy rồi. Táp đéo tốt một tí nào. Nếu trong tình huống vừa rồi Thế Anh táp từ từ hơn, nắn nót hơn thì rất có thể có mình mạng thứ hai trong trận đấu này rồi. Quả lửa chính xác vãi lồn. Tuy nhiên những viên đạn sấy AK đằng sau thì lại không được tuyệt vời như quả lửa trước đó. Khá khó hiểu. Pusivay vẫn còn sống sau một loạt đạn vừa rồi. Thế Anh thì quyết định đẩy lên trên. Pusivay hồi được 75% máu rồi. Quả smoke rất trí từ vị trí Pusifay, tuy nhiên lại đang bắn từ vị trí của lòi lè. Ngọc Thắng C07 thì đang xả đạn vào vị trí của Nu để ngu. Bên trên này thì White So Easy vẫn đang chưa thể giải quyết được bài toán của Kỳ Thiên Ismi ở rất gần đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 player khu bên trên của bản đồ và 2 player khu bên dưới. Chờ đợi xem cái vòng bo thứ 7 của chúng ta sẽ như thế nào nào. Không được rồi. Bây giờ thì một cái vòng bò ở giữa khu bản đồ, như vậy là có vẻ như là công bằng của tất cả các player chúng ta. Quay sau cái gì có mình mạng Kỷ Thiên rồi. Thế Anh có mình mạng của Pusifay và bây giờ Hất Lạc đang di chuyển được và dần trong khu bò. 8 quả smoke và bây giờ là lúc có lẽ là Hất Lạc sử dụng những quả smoke của mình. Cầm quá nhiều để làm gì. Phúc Biên Thái rơi vào tầm ngắm của lòi lè. Không được tốt cho lắm. M416 cũng vậy. Ôi ôi. Phúc có mình mạng của lòi lè sau một tình huống bắn khá cố của mình. Khá tuyệt vời. Phúc đang là người bất lợi rất nhiều sau tình huống vừa rồi. Tuy nhiên viên AK98 đã thay đổi tất cả. Phúc có mình 5 kill. Tuy nhiên Phúc lại đang ở ngoài khu bo rồi. Thế Anh xả đạn vào vị trí của White So Easy. Táp rất tốt. Ném sờ bóc ra khá muộn. Cạnh đó là vị trí của Hất Lạc nữa.
Wasowi bị bắn từ cả hai hướng rồi. Nếu như tôi nhìn không nhầm, chạy vào trong làn smoke rất kinh nghiệm luôn. Chúng ta có thể thấy những quả smoke ở cuối trận đấu là một trong những cái gì đó quá quan trọng để cho các player chúng ta di chuyển và có mình những thời gian để hồi máu. Rất ly cố, tuy nhiên lại không có viên đạn nào chính xác cả. Nu đẩy ngu di chuyển vào trong khu bò bắt đầu chạy rồi. Trước mặt đang là vị trí của Thế Anh. Quả lửa hơi đuối lực một tí, cần một quả lửa xa hơn. Không có một quả smoke nào từ vị trí của Nu đẩy ngu cả, và vẫn chưa có mình bất cứ kill nào. Bò bắt đầu đốt rồi, không thể chần chừ được nữa. Nu làm theo bây giờ đây. Hồi máu là một phương án không tốt một tí nào. Chạy vào trong, trước mặt đang là vị trí của Thế Anh. Nu để ngu nằm xuống rồi. Thế Anh có cho mình mạng thứ ba trong trận đấu này. Phục Biệt Thái phát hiện ra vị trí của Wysowizi. Bây giờ thì đã đẩy xuống vị trí của Hất Lạc. Tuy nhiên Wysowizi đã đang bắn vào khu bên phải, nhưng Hất Lạc lại là người có mạng. Mạng đầu tiên của Hất Lạc trong trận đấu này. Wysowizi đang kẹp giữa hai player, đó là Hất Lạc và Thế Anh. Và bên trên chỉ còn lại vị trí của Thắng C07 mà thôi. Còn ba player sau khi mà Thế Anh đã nằm xuống bởi Wysowizi. Rất nhiều khói được ném ra. Thật là còn có cho mình những 4 quả smoke cơ. Thấy vị trí quay sâu gì rồi. Táp vẫn chưa được tốt. Quá vội vàng đến từ vị trí của Hất Lạc. Như vậy là chúng ta cùng xem góc máy quay sâu gì nào. Cũng SKS phát hiện ra vị trí của Hất Lạc rồi. Mũ 3 và chỉ trừ 56 máu mà thôi. Một viên đạn có thể nói là quá tốt của Wise Easy rồi. Bây giờ lại cố gắng bắt vị trí của Ngọc Thắng C07. Lại ngó ra và lại một viên nữa vào đầu trăng. Ngọc Thắng vẫn có cho mình những bước di chuyển vô cùng chắc chắn. Cả 3 player chúng ta đều đang ở ngoài khu vực bo. Suýt chút nữa thì Ngọc Thắng C07 nằm xuống rồi. Rất khó chịu, Hất Lạc quyết định là đổi gốc cây. Chưa được, chưa có ai nằm xuống cả. Và bây giờ thì Wysowizi gì có mình mạng Hất Lạc và nâng tổng số kill mình lên 5. Chỉ còn solo 1v1 giữa Ngọc Thắng C07 cùng với Wysowizi mà thôi. Ngọc Thắng có cho mình bước di chuyển ở vị trí khóa thoáng. Như vậy là trận đấu chúng ta kết thúc rồi. Hợp lý từ vị trí của Wysowizi. Những bước di chuyển cùng với khả năng táp quá gọn gàng của mình với khẩu SKS giảm thanh cùng với ông ngắm 8x. Wysowizi có cho mình cái top 1 đầu tiên trong giải đấu ao làng của chúng ta thì phải. 6 kill. Xin chúc mừng Wysowizi với phần thưởng 10 đô. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia đã theo dõi giải đấu ao làng của chúng ta.